shit regardless. Lip Tông là thuốc uống trà có giá cốt cực thấp, chỉ chiếm 8,1% giá bán. Không những thế, trà Lip Tông dễ pha, kiểm hàng đơn giản, nguyên liệu dễ nhập và quan trọng nhất, lượng khách hàng uống Lip Tông cực đông. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống cốt thấp, lãi cao. Bước 1, ủ trà, cho một tét trà Lip Tông vào cốc sứ. Rót 270ml nước sôi vào cốc sứ. Hoàn thành bước 1. Bước 2, tạo vị. Cắt đôi quả chanh. Cắt một lát chanh tròn. Vắt nửa quả chanh. Rót thêm 20ml đường. Rót vào cốc. Khuấy nhẹ. Bước 3, trang trí và phục vụ. Thả một lát chanh tròn vào cốc. Thả một lá bạc hà đậu trên mặt cốc. Phục vụ kèm đĩa bé và thìa bé. Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà Lip Tông vào cốc sứ. Rót 270ml nước sôi vào cốc. Bước 2, tạo vị. Cắt nửa quả chanh. Cắt một lát chanh tròn. Rót 5ml chanh và 20ml đường vào cốc. Khuấy nhẹ. Bước 3, trang trí và phục vụ. Thả một lát chanh tròn vào cốc. Thả một lá bạc hà đậu trên mặt cốc. Phục vụ kèm đĩa bé và thìa bé.